Trời ơi, tặng quà luôn. Cảm ơn anh nha. Lo khiêng cái kệ ra ngoài kia kìa, không khiêng đi. Phụ chị một tay nè. Dạ. Em qua bên đó đi, để chị. Nè, thôi được rồi, để tôi. Có được không đó? Đàn ông ga lăng dữ vậy ta. Thôi nhiều chuyện quá à, khiêng đi. Ôi, 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 anh Trung. Trời đất ơi, có sao không vậy? Có sao không anh Trung? Anh có sao không vậy? Thôi lên xe đi, tôi chở đi bệnh viện. Không cần tới bệnh viện đâu, tôi về nhà tôi sức dầu, xoa bóp xíu là hết rồi. Vậy mà xoa bóp sao mà hết được? Để tôi chở anh về. Chân cẳng vậy sao mà đập ga đập thắng được? Thông thường sau khi gây tai nạn thì những người ngồi sau tay lái đều bị ám ảnh tâm lý. Nhưng Hằng không chỉ lái xe bán tải hàng ngày mà còn không có vẻ gì ngần ngại khi đề nghị chở người khác. Sợ hả? Anh là con trai. Nè, đi thì đi, sợ gì? Cô lái xe giỏi hơn tôi tưởng đó. Xe tải tôi còn lái được mà, mấy xe này nhầm nhỏ gì. Hằng thực sự là người đã tông chết em gái của mình sao? Sự cẩn thận này, sự thuần thục này, có khả năng nào cô ấy chưa từng gây ra tai nạn không? Cái vòng này là Thanh tặng cô. Sao tự nhiên nhắc tới anh ta vậy? Đồ anh ta tặng á, tôi bỏ hết rồi. Cái vòng này á là của Bình Minh. Của Bình Minh? Ừ. Hôm trước tôi dọn phòng, tôi tìm thấy nó. Tôi hỏi bé, bé nói là không phải của nó. Tôi nghĩ là của Bình Minh rồi. Chào sếp. Cậu Thanh cũng thích đeo những loại vòng này à? À, đây là vòng cầu bình an, mày muốn tôi đeo cặp với cô ấy. Cô em họ của tôi cũng lắm trò thật chứ. Nó xấu với em đó. Bộ anh không có ai đeo cặp chung nên ghen tị hả? Rõ ràng đây là một trong hai chiếc vòng đó. Tại sao nó lại ở trong phòng trọ để Hằng tìm thấy được? Rốt cuộc cái vòng tay này thuộc về Thanh hay là Mỹ? Khi sương tan là nắng sớm mai, sáng soi che khuất bóng đêm dài, một nụ hồng rực lên sắc hương.